Hoài Sa thân ái kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Công nghệ và đời sống. Vâng, thưa quý vị, và trong thời đại bây giờ đó thì không những quý vị phụ huynh mà tất cả những con em của mình cũng đang rất là bận rộn với việc học hành hay là việc những cái hoạt động ngoài trời hay là những cái lớp học mùa hè, thưa quý vị. Thì đó là cái điều mà không dễ dàng để mà các em có thể giữ được cái thời khóa biểu của mình trong cái đúng giờ, và đặc biệt hơn nữa, điều còn khó khăn hơn cho những ba mẹ bận rộn có thể giám sát được thời gian cũng như là những cái hoạt động của con em của mình. Mà trong thời đại bây giờ đó thì sẽ có một sản phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị, sẽ giúp cho quý vị có thể giúp cho những bậc phụ huynh có thể giám sát được thời gian giờ giấc của con em của mình. Và sản phẩm đó chúng tôi được tạm gọi là smartwatch. Và vậy thì smartwatch là gì, cũng như là smartwatch sẽ hoạt động như thế nào, thì trong cái show ngày hôm nay, Hoài Sa xin được gửi lời chào đến kỹ sư Minh Tú, là người sẽ giúp cho quý vị giải đáp những câu hỏi liên quan đến smartwatch. Dạ vâng, Hoài Sa xin gửi lời chào đến anh Minh Tú ạ. Vâng, Minh Tú xin chào đến Hoài Sa cũng như gửi lời chào đến thính giả của đài Việt TV. Dạ vâng, thưa anh Minh Tú, thì Hà Sa cũng chia sẻ cho quý vị đôi điều về smartwatch. Vậy thì ngay bây giờ thì anh Minh Tú có thể đi chi tiết cụ thể chút xíu cho quý vị hiểu rõ là smartwatch là gì, hay còn được gọi là cái đồng hồ thông minh đó ạ. Vâng. Dạ vâng, nói gần gũi hơn là đồng hồ thông minh. Vâng. Vậy thì anh có thể chia sẻ về thông tin về smartwatch là gì không ạ? Dạ vâng, khi mà chúng ta nghe nói đồng hồ thì chúng ta biết rằng chúng ta những cái mà chúng ta đeo trên cái vòng tay của chúng ta, cổ tay của chúng ta, và đồng hồ thì original chắc chắn là sẽ có giờ. Tuy nhiên, và bây giờ chúng ta sử dụng cái từ là smartwatch, cái nghĩa là đồng hồ thông minh đó, thì nó chắc chắn là nó sẽ làm những cái công cụ mà tốt hơn và có những cái tính năng hay hơn chỉ một cái đồng hồ bình thường thôi. Và trong cái khung viên cái giờ mà chúng tôi nói hôm nay, chúng tôi đang tập trung về cái những cái đồng hồ thông minh cho các em nhỏ, for children, yeah. Những em nhỏ và những em mà dưới tuổi vị thành niên đó, thì như quý vị có thấy trên màn hình, ngoài giờ giấc ra đó thì tất nhiên rồi nó có thêm một số những cái chức năng, thế như là gọi điện thoại, nhắn tin, rồi nó còn có một cái chức năng mà chắc chắn là hồi nãy Hoài Sa có nói, đó là những cái người cha mẹ bậc phụ huynh đó rất muốn biết cái con em của mình đang ở đâu. Dạ vâng, gọi là giám sát. Đúng thời rồi. Gian cũng như là vị trí của con em của mình. Đúng đang rồi. Ở đâu. Dạ vâng, và bên cạnh đó thì nó có những cái nút khẩn cấp ở trên cái đồng hồ đó, các em có thể bấm những cái nút đó. Thí dụ như Minh Tú đang có một cái đồng hồ thông minh ở đây, và bên cạnh những cái giờ giấc vân vân đó thì chúng ta có thể đọc được rồi, nhưng mà ở đây nó có một cái nút mà quý vị có, khi mà các em có cần gì chúng ta chỉ bấm cái nút màu đỏ này thôi, là cái nút emergency đó. Dạ vâng. Là bấm cái nút đó là thì SOS đó, SOS đó, trong trường hợp thì cha mẹ sẽ biết ngay và có những cái trường hợp gì, và có một số những cái option khác mà chút nữa chúng tôi sẽ nói nhiều hơn. Dạ vâng. Dạ vâng, thưa quý vị, thì trong những trường hợp mà khẩn cấp như chúng tôi cũng vừa chia sẻ đó, thì trước đây thì nếu mà quý vị cần phải gọi cho người thân hoặc là cần phải gọi 911 thì quý vị cần phải cầm số phone lên, cái phone lên và để mở, để mà bấm cái số phone của người thân thì nó tốn thời gian rất là lâu. Vì vậy mà có những chiếc smartwatch dành cho những đứa trẻ đó, chỉ cần một nút thôi, những cái nút nhỏ trên cái phone thôi, nếu trong cái trên cái đồng hồ thôi, thưa quý vị. Nếu trong trường hợp mà khẩn cấp quá, các em có thể bấm ngay nút đó và báo hiệu đến cho cha mẹ biết rằng là mình đang gặp trường hợp nguy hiểm và cần đến sự giúp đỡ của ba mẹ. Vâng. Tại vì trong thời gian gần đây, Hòa Sa có những tin tức mà chúng tôi đưa ra về những cái news, thưa quý vị, có những em nhỏ từ 15 tuổi trở xuống bị bắt cóc ngay trước mặt cha mẹ của mình. Cha mẹ chỉ cần đi với em và nhìn qua bên, chỉ nhìn một chút xíu lơ đãng thôi, và quay lại thì đứa trẻ đã bị bắt cóc rồi. Và đó là những tin tức gần đây rất là nhiều, thưa quý vị. Vâng. Dạ vâng, và anh Minh Tú cũng vừa chia sẻ cho quý vị smartwatch là gì. Vậy thì anh có thể chia sẻ rằng sâu hơn chút xíu về những lợi ích cũng như là tính năng chính của một chiếc smartwatch không ạ? Dạ vâng. Những cái tính năng chính của cái smartwatch mà đặc biệt chúng ta đang nói về cho các em thiếu nhi đó, thì những cái mà mình tôi nghĩ cần phải có, và có một số những cái model ở bên ngoài có những cái chức năng này, mà cái đầu tiên mình thứ nhất là phải gọi điện thoại được. Cái nghĩa là chức năng gọi điện thoại, có thể chúng ta có thể nói chuyện với cha mẹ của mình hoặc là những cái người thân, và một cái chức năng có thể, nếu mà muốn có đó, thì nhắn tin. Dạ vâng. Tin nhắn đó thì các em có thể những cái tin nhắn mà không cần phải gọi điện thoại. Rồi cái thứ hai đó là GPS tracking, cái nghĩa là
giám sát phải không ngoài xa? Dạ vâng. Cái nghĩa là chúng ta có thể biết được các em đang ở chỗ nào, và có một số những cái điện thoại thông minh khác đó có thể báo cho chúng ta biết rằng các em đang ra khỏi cái vùng an toàn. Cái nghĩa là chúng ta có thể set một cái vùng nào đó, ví dụ chúng ta biết các em giờ đó các em phải ở trường, hoặc dạ là vâng, các em đang đến nhà của bạn mình chơi, mình drop ở đó xong, hoặc là đang ở daycare gì đó. Thì lỡ cái trường hợp mà các em bị bắt cóc hoặc là các em đi ra khỏi cái vùng đó, nó sẽ báo ngay cho chúng ta biết. Dạ vâng. Dạ vâng. Thì thường thường những cái chức năng lúc nãy anh Minh Tú chia sẻ là trong một cái phone cũng có. Nhưng mà đối với một cái phone thì chúng ta cũng không muốn rằng những bậc phụ huynh cũng không muốn là con em của mình tiếp xúc với đúng công rồi, nghệ thông tin với phone quá sớm thôi quý vị. Thì sẽ chứa nhiều nguy cơ tiềm ẩn đằng sau cái việc mà xài một cái phone. Và đặc biệt là nếu một cái phone thì giá cả rất là mắc. Cho nên một chiếc smartwatch cho trẻ em đó, gọi là kids smartwatch, thì nó sẽ tiện lợi hơn và cũng dễ dàng cho quý vị phụ huynh có thể giám sát cũng như là xem thử con em mình đang có an toàn hay không. Và như anh Minh Tú cũng vừa chia sẻ là những cái tính năng rất là hay, và đó chỉ là một vài tính năng của chiếc điện thoại gọi là cái đồng hồ thông minh này thôi. Nhưng mà bên cạnh đó cũng còn một vài tính năng nữa không, phải không anh Minh Tú? Dạ vâng, một số những cái tính năng mà quý vị vẫn có thể biết được đó là nó có những cái màu sắc rất là đẹp nè. Rồi mà đặc biệt nhất là có những cái chất liệu bền và không vô nước. Khi mà các em sử dụng đó thì chúng ta biết rằng những cái màu nó cũng hấp dẫn các em nhiều hơn, các em thích hơn ha. Rồi cái thứ hai đó, các em thiếu nhi mà rất là dễ nhiều khi quăng tới quăng lui, rồi nhiều khi chạy quên đi tắm hoặc là đi ở bên ngoài đó. Dạ vâng. Thì những cái vật liệu, những cái chất liệu nó phải là tốt nữa. Thành ra khi mà chọn mua chúng ta nên lưu ý cái phần đó. Dạ vâng, và đặc biệt trong mùa hè này họ sẽ thấy đó, đa số những bậc cha mẹ hay cho con em của mình đi đến nhà bạn hay là nhà của người thân đi chơi, và dẫn hay đi những cái gọi là cái water park, những cái công viên nước đi xa hay là những cái nơi khác mà mình không có thể để mắt mình ở trên đối với các em được. Dạ cho vâng. Nên việc đây là một trong những cái dụng cụ để mà giúp cho quý vị có thể xem biết được là con mình, em mình đang an toàn hay không. Đúng dạ rồi. Vâng thưa quý vị. Và không, và khi mà anh Minh Tú nhắc đến một cái chức năng đó là bền và không vô nước để mà các em đi vào nước chơi đó, thì có một vài cái đồng hồ có thể có cái chất liệu nó bền để mà nó waterproof vậy. Đúng là rồi. Không vô nước đó. Đúng thì rồi. Một trong những cái sản phẩm mà anh Minh Tú cũng vừa chia sẻ lên đây, đây là một trong những cái hãng mà anh Minh Tú cũng nói là đã từng review rất là nhiều rồi. Dạ vâng. Dạ. Thì cũng chút nữa mình tôi sẽ nói chi tiết hơn về cái phần này, nhưng mà những cái đồ cho thiếu nhi đó chúng ta cũng phải, nếu mà chúng ta đã bỏ ra vài trăm để mua thì cũng tương đối good để cho các em có thể bền cho các em hơn. Một cái nữa mà mình tôi thấy cũng hay nữa đó là cái phần fitness. Cái nghĩa là khi mà một số những cái tính năng mà nó có cái phần đó là các em tập thể dục hoặc là đi bộ đó, mình có dạ thể vâng. biết được. Vậy là nó khuyến khích, những cái máy này khuyến khích các em hoạt động nhiều. Đúng và rồi. Fitness nhiều đó. Dạ vâng, nó sẽ đếm những cái bước đi của các em hoặc là các em tập thể dục vân vân, thì nó có những cái phần đó, cũng như một số những cái trò chơi. Thường thì các em rất là thích play những cái trò chơi, cái game, mà tất nhiên những cái trò chơi này rất là bổ ích ở trên cái đồng hồ đó, các em có thể chơi ở trên đó nữa đó ngoài xa. Dạ vâng. Dạ vâng, thì theo như họ xa được biết có gọi loại là smartwatch dành cho người lớn thì chúng ta phải dùng với một cái phone, một cái device khác. Nhưng mà không biết smartwatch dành cho những đứa trẻ thì có cần thiết phải mua một cái device khác không thưa anh Minh Tú? Cái câu hỏi này cũng rất là hay. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta chỉ dùng cái điện thoại này không đó thì chúng ta cũng không cần có một cái phone riêng đâu. Dạ vâng, mình chỉ cần có một cái SIM card ở trong đó thôi. Dạ vâng, dạ và vâng. SIM card với data. Xin lạc với data có internet, hoặc là có voice nếu mà mình muốn dùng voice. Dạ còn vâng. Không thôi đó, đa số là bây giờ là sử dụng cái gọi là voice over internet. Cái nghĩa là mình chỉ cần dùng cái data đó để nó chuyển, giống như mình dùng trên Facebook, gọi trên Facebook vậy đó hoài xa. Cái nghĩa là mình dùng data để mình gọi điện thoại thôi, không cần phải trả thêm tiền cho cái phần dạ vâng voice. Vậy thì đối với cái loại sim voice đó thì anh Minh Tú vừa chia sẻ đó thì sao có một câu hỏi là chỉ dùng cho voice call thôi, gọi là đúng voice rồi, call lên thôi, không đúng sử dụng được cho không đây là không vào internet hay là gì khác hết, hay là các em có muốn chơi internet chơi game trên internet cũng không vào được luôn đó. Dạ vâng, đây là một trong những điều mà Hà Sang nghĩ rất là nhiều bậc phụ huynh sẽ rất là vừa ý vừa lòng khi mà đối với một cái chiếc smartwatch thì cũng có internet nhưng mà để quý vị có thể gọi và
GPS thôi. GPS, dạ vâng, GPS để mà quý vị có thể giám sát được những định vị của con em mình đang ở đâu, và đồng thời quý vị có thể gọi và nói chuyện với con em của mình trong những trường hợp mà quý vị cần phải gặp để mà nói chuyện với con em của mình đó. Dạ vâng, thì như anh cũng chia sẻ một vài tính năng của những cái chiếc smartwatch rồi đó. Rồi không biết là còn những tính năng nào đặc biệt về một chiếc smartwatch dành cho trẻ em mà quý vị phụ huynh cần phải biết không thưa anh Minh Tú? Dạ vâng, có hai cái nữa mà nó chỉ là option thôi. Cái thứ nhất là camera. Như quý vị thấy đó, thì ở đây cái watch này nó có cái camera, mình có thể thấy được hình con em của mình, hoặc là ngược lại các em có thấy hình mình. Nếu mà cái phone của mình đó có cái camera thì chắc chắn cái phone nào cũng có rồi. Và cái option thứ hai nữa đó là nó có lịch, là calendar đó, và nó có nhắc nhở, thí dụ như đến cái giờ đó các em cần phải đi làm bài tập, hoặc là đến giờ đó các em phải làm gì đó thì nó báo cho các em biết, và parent có thể set up những cái đó trên cái smartphone của parents. Dạ vâng, và thưa quý vị, đó là một trong những tính năng mà chúng tôi chỉ mới sơ lược thôi về một chiếc smartwatch dành cho những em nhỏ mà từ 15 tuổi trở xuống, mà để quý vị phụ huynh có thể giám sát con em của mình. Và sau đây thì Sa cũng xin được gửi đi một vài thông tin thương mại. Sau phần thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 với cụ thể hơn về những chiếc smartwatch cũng như là những thương hiệu nào và giá cả nào mà quý vị có thể chọn mua cho con em mình được một chiếc smartwatch. Mong quý vị đừng rời khỏi màn hình của Viettv.